Vâng, và người điều khiển bắt chính trong trận đấu này sẽ là trọng tài Trần Quang Vinh. Ông dứt điểm không vào. Cú đánh trúng, cầu thủ vừa tung ra cú dứt điểm đầu tiên ngay ở trong pha phản công đầu tiên của các cầu thủ Yên Nghĩa. Trường của trận đấu Yên Nghĩa có thể nói rằng mặc dù đã đi rất nhiều những trận đấu, chưa từng thấy có một trận đấu nào có buổi khai mạc hoành tráng đến như vậy. Rất nhiều các đài báo truyền thông trong tỉnh nhưng ngoài tỉnh cũng đã về với sân của Yên Nghĩa ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây là cú đá phạt góc đầu tiên bên phía anh Lan cánh phải dành cho các cầu thủ danh nhân của Yên Xá. Và đánh đầu rất chính xác của cầu thủ mang áo số 11. Rất nguy hiểm, không vào. Xin chút nữa thì các cầu thủ của Yên Nghĩa phải trả giá bằng một tình huống có mặt như hơi chủ quan ở khu vực sân nhà. Người vừa tung ra cú dứt điểm đặc biệt tuyệt vừa rồi chính là số 10 Minh Khang. Mang áo số 10 trên hàng công Minh Khang sẽ là một trong những gương mặt xuất sắc và sẽ gây nguy hiểm nhất cho đội bóng Yên Nghĩa ở trong trận đấu ngày nay. Anh cũng chính là cầu thủ vừa tung ra cú dứt điểm nguy hiểm ngoài vòng cấm địa vừa rồi. Phải có sự xuất sắc của Môn Hoàng Xuân Thủy mới có thể cứu nguy cho các cầu thủ Yên Nghĩa trong pha bóng vừa rồi. Phản công dành cho các cầu thủ Yên Nghĩa không được. Chính vì niềm đam mê đó đã luôn ấp ủ trong lòng ông để làm một sân cỏ nhân tạo dành cho các lứa tuổi thiếu nhi, nhi đồng cũng như là thanh thiếu niên tập luyện để sau này có thể cống hiến cho đất nước. Rất nguy hiểm, phản công bên phía cánh trái không vào. Một đường chuyền bóng rất nguy hiểm, người gần với pha bóng vừa rồi chính là Minh Khang. Trọng tài Trần Quang Minh cho các cầu thủ của đội bóng Yên Nghĩa một quả phát bóng lên. Đội trưởng đá kính mang áo số 03 Phan Viết Thao sẽ rời sân. Các cầu thủ Yên Nghĩa có sự thay đổi từ đầu tiên. Rất quan trọng của các cầu thủ Yên Nghĩa, không những vì khả năng chơi bóng mà hai cầu thủ này cũng đã trưởng thành rất nhiều trong những mùa giải trước. Ông Nguyễn Văn Khanh cũng là phó chủ tịch của hội doanh nhân huyện Yên. Hai đội bóng đang có lối đá công hiến và tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 0-0. Rất nỗ lực, đánh đá! Một bàn thắng rất bất ngờ từ nỗ lực ở bên phía hành lang cánh trái của cầu thủ mới bắt sân với Bảo Hảo. Anh đã canh bóng vào bên trong cho cầu thủ mang áo số 19 là Phạm Văn Đông. Bật cao đánh đầu mang về bàn thắng đầu tiên dành cho các thủ nhân Yên Nghĩa. Có thể nói rằng một bàn thắng đến rất bất ngờ. Một pha phản công sắc nét của các thủ nhân Yên Nghĩa đã giúp cho đội Yên Nghĩa đang tạm thời có lợi thế trước các cầu thủ Yên Xá. Văn Hào, Minh Khang, kiên định đánh đầu, cũng là một pha đánh đầu nhưng rất đáng tiếc dành cho Minh Khang, anh không thể đưa bóng vào. Rồi trận thi đấu nhà đang diễn ra hết sức sợn trí, đã có những nguyên bí thư của tỉnh ủy tỉnh Nam Định về dự và rất nhiều các ban ngành lãnh đạo cấp cao. Phan Viết Thảo, vâng, cầu thủ đã thi đấu ít phút trước đó trong đội bóng của doanh nhân Yên Nghĩa. Ông chính là người đã mang sức dứt điểm, vâng, như vậy đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ doanh nhân sáng rồi. Trong pha dứt điểm vừa rồi thì có vẻ như Minh Khang anh đã bị sai thế, nhưng dẫu sao thì đã có bàn thắng quân bình cách biệt dành cho các thủ doanh nhân Yên Xá. Ở trong mùa bóng hôm nay có rất nhiều những quy định khắt khe. Trước khi vào sân, những cầu thủ chúng ta không được mang những phụ kiện đồng hồ hay nhẫn hay là dây chuyền, và khi thay người chúng ta phải báo với trọng tài. Cú đá phạt dành cho các thủ doanh nhân của Yên Xá. Chân trái, cơ hội không, như vậy lại có bàn thắng. Còn đáng mang rất nhiều yếu tố may mắn từ cú dứt điểm của không được. Còn như vậy trong pha bóng vừa rồi thì may mắn đã không đến với các cầu thủ danh nhân của Yên Xá. Bóng đã bật rất mạnh và
có vẻ như chạm vào cổ tay của cầu thủ áo số 3. Bất lợi rất lớn khi mà ở trong bảng B đang có đơn kim vô địch của giải bóng đá doanh nhân Việt Yên. Mùa bóng thứ tư đó là các cầu thủ Yên Chính. Yên Chính đang là đội bóng giữ cúp vàng của giải bóng đá doanh nhân Việt Yên. Điều mà chưa xã nào làm được. Không. Cơ hội rất thoáng, khoảng trống. Xong nào, cơ hội thứ đây. Có ai đang tiếp ở trong pha bóng rồi. Lại thêm một pha bóng khá đồng đội dành cho cầu thủ số 11. Một cú đá phạt góc bên cánh trái, đánh đâu, không vào. Và đánh đầu rất nhanh và bất ngờ. Tình huống lên tham gia tấn công của cầu thủ bên phía cánh trái. Những pha bóng khu vực sân nhà có vẻ như khá mạo hiểm của các cầu thủ tím. Minh Khang, Minh Luân rất kỹ thuật, rất đẹp, không vào. Minh Luân và Minh Khang, hai cầu thủ có lối đá rất giống nhau, đều thiên về kỹ thuật cũng như là tốc độ. Đội bóng Viên Xá có vẻ nhìn hơn một chút về chiến thuật, nhưng trước sự kiên cường cũng như là bóng đá chắc chắn của các cầu thủ Yên Nghĩa thì các thủ Yên Xá cũng chưa thể làm gì nhiều. Thậm chí Yên Nghĩa lại là đội bóng đã có bàn thắng trước. Đánh đâu, có vẻ như các thủ Yên Nghĩa lại đang rất nguy hiểm vào trong những tình huống không chiến. Bàn thắng của họ cũng đến từ một pha đánh đầu vừa rồi, lại là một pha bóng bổng nguy hiểm, cũng là một tình huống đánh đầu. Tỷ số trên sân sẽ giữ nguyên trên lần thứ 5 năm 2018 giữa doanh nhân Yên Xá và đội chủ nhà doanh nhân Yên Nghĩa. Vâng, và đúng lúc này thì trọng tài Trần Quang Vinh ông đã đổi còi khép lại hiệp thi đầu tiên. Người đã ghi bàn thắng cho các cầu thủ doanh nhân Nguyễn Nghĩa ở trong hiệp 1 là Phạm Văn Đồng. Xuân Trường. Xuân Trường có thể dứt điểm, không được. Minh Khang, Minh Luân. Kiên Định. Minh Khang, Minh Luân, Kiên Định cơ hội đi đâu. Rất đáng tiếc ở trong một pha bóng mà số 10 và một tư thế hơi vời, đó là Minh Khang. Kiên Nghĩa sẽ có sự thay đổi rồi. Cầu thủ Văn Hưởng sẽ rời sân và vào sân thay là số 7 Hoàng Chí Công. Một tình huống vào sát tay, cầu không vào. Một pha và bóng rất nổi bật. Xuân Trọng, Hữu Huy, đá nguy hiểm. Bóng đã đi ra bên ngoài trong một tình huống nỗ lực phá bóng ban đầu của hậu vệ Đức Thiện. Và đây là một cú đá phạt góc bên cánh trái dành cho các cầu thủ thay nhân của Yên Xá. Dương Xuân Trọng rất đẹp, không được, không thể triển khai được lối đá sở trường của mình. Mặc dù cũng đã là đội bóng có phần như kiểm soát bóng nhìn hơn một chút so với đối phương. Và đây sẽ là một gọi đặc biệt nguy hiểm dành cho các cầu thủ doanh nhân Nguyễn Xá khi mà cú đá phạt rất gần với khung thành của môn Hoàng Xuân Thủy. Trọng tài Trần Quang Vinh ông đang cho chính cái hàng rào để cho các cầu thủ doanh nhân Nguyễn Xá thực hiện cú đá phạt này. Khung thành khá bé nhưng góc chốt là vẫn còn. Một cú sút tạt vâng, như vậy đã có bàn thắng rất đẹp mắt. Một cú sút phạt quá đẹp mắt từ cầu thủ mang áo số 10, và đây cũng là cú đúp của anh ở trong trận thi đấu ngày hôm nay, Minh Khang. Thì mà chúng tôi vừa nói rằng khung thành tuy rất bé nhưng góc sút là vẫn còn. Minh Khang đã tung ra một cú dứt điểm với lực sút nhanh như cắt và dứt điểm bóng đã đi trúng vào góc khó khung thành của thủ môn Xuân Thủy. Thì nhân Nguyễn Tiến. Xin chúc mừng thì cầu thủ số 10 sẽ có 3 bàn thắng ngang bằng với đội trưởng của đội bóng doanh nhân Thiên Lâm. Minh Khang vẫn đang là cái tên đáng chú ý và chúng tôi đã cảnh báo ngay ở trong những giây phút đầu tiên cho đội bóng doanh nhân Nguyễn Nghĩa. Đây là bàn thắng duy nhất trong thế giới này dành cho các cầu thủ doanh nhân Nguyễn Nghĩa. Rất nguy hiểm, không vào. Một pha xử lý bóng khai. Nhưng rất đáng tiếc đường cong mà Minh Khang vẽ ra chưa đủ để nó cong vào trong khung thành của thủ môn Xuân Thủy.
Ngoài sân đã có sự hiện diện của hai đội bóng Yên Chính cũng như là Yên Đông. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là tương đối mát mẻ, khoảng 30 độ C. Thế nhưng nhiệt độ trên sân đấu chúng ta đang nóng lên tới hàng ngàn độ C khi mà lượng khán giả trên sân lúc này đã lên khoảng tới 500 khán giả rồi. Rất hay được chuyền bóng cho Khe. Hôm nay sẽ làm cú đá phạt cực kỳ nguy hiểm, bóng sát với khu vực cấm địa khung thành của thủ môn Hoàng Sơn Thủy. Số 12 quyết định rất khung hiểm, rất nguy hiểm trong tình huống có lẽ là tình huống mà cầu thủ đá chủ động rút thẳng nhưng bóng nó vẫn đang ra. Cơ Huy chiến thuật của các thủ thể nhận tiền giá. Vâng, và đúng lúc này thì trong tay Trần Quang Vinh ông đội vòi chấp lại hiệp tiền đấu thứ hai, kết quả chung cuộc bằng cú đúp của Minh Khang thì các cầu thủ của Danh Nhân Tiên Xá đã giành chiến thắng thuyết phục trước các cầu thủ Danh Nhân của Yên Nghĩa với tỷ số chung cuộc là 2-1. Vâng, và sau khi trận đấu khép lại thì ông Phan Viết Thao sẽ có những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho đội trưởng cũng như các cầu thủ của hai đội bóng ở trong buổi chiều ngày hôm nay.